Xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ đến các bạn một cái mẫu hồ coi di động mini, siêu mini các bạn. Cái hồ này thì với kích thước chỉ là 40x50 thôi, cái chiều dài là 50, chiều rộng là 40 và cái chiều cao là 35. Thì cái hồ này thì nó thích hợp cho mọi không gian, đó là không gian nhỏ, ví dụ ban công rồi là lối đi nhỏ hay là phòng khách hay là những chung cư mà cao tầng các bạn, thì cái hồ này là nó rất là gọn nhẹ và di chuyển được mọi nơi. Đó, cái hồ này thì một người bê cũng được các bạn, bỏ nước thì một người bê cũng được, còn nếu mà mình không thì hai người khinh rất là nhẹ nhàng. Đó, thì cái hồ này hôm bữa tuần trước mình có chia sẻ cùng các bạn là mình dựng từ A tới Z, cái hồ nhỏ, mặc dù hồ nhỏ nhưng mà được mình dựng rất công phu các bạn. Thì non bộ thì toàn bộ non bộ này thì được mình làm bằng xốp, tức là xốp nhưng mà gắn xi măng bên ngoài đó các bạn, nên nó rất là bền và nó nhẹ. Còn cái thành này các bạn có thể thấy nè, mình làm cái này nó chỉ cái độ thang mỏng của thành thì nó khoảng 1 cm, hơn 1 cm chút xíu thôi, nhưng mà mình đan lưới sắt và đai kẽm vòng quanh, tức là để cái độ bền nó tuyệt đối nữa các bạn, khi di chuyển để nó không có bị rạn nứt hay là lâu thời gian lâu ngày xài sử dụng các bạn nó có hư hỏng gì, mà nói chung là xài thoải mái nữa các bạn. Tại vì mình có làm video là mình đan sắt từ đáy lên đó, mình đan rất là kỹ cho cái hồ này thì để cho nó hồ nó luôn luôn là nó bền. Thì trong đây mình có thả mấy con cá các bạn, đây có mấy con cá của mình này, tại vì trời hơi tối các bạn, có mấy cá coi mình thả trong này thì có 2 cá coi các bạn, với 4-3 đuôi đó, 3 đuôi các bạn. Thì trong này mấy 3 đuôi này thì mình mới thả tuần trước qua đây đấy, còn cá coi thì mình nuôi từ cái nó đẻ từ trong cái hồ của mình các bạn, trong hồ di động á, nó đẻ xong rồi cái mình đưa nó vào đây đó, nó đẻ mình đưa nó vào đây thì nay nó lớn rồi, là mình nuôi bên kia xong mình mới đưa vào đền tuần các bạn, nhưng mà mình nuôi nó đã bắt đầu lớn rồi. Cái hồ này nuôi vậy chứ đợt trước mình nuôi một cái hồ nhỏ các bạn, có con nó vẫn lớn bình thường, nó to quá nó chặt hồ luôn phải bắt ra. Còn cái hồ này thì mình nuôi các con nhỏ như vậy là ok rồi đó, các bạn thấy là nước rất là trong đó. Thì ở đây cái hồ này thì hôm bữa mình lúc mình làm mình có quay cái lúc mình trồng rong rêu các bạn tuần trước này, đây các bạn thấy không đó, mặc dù là xi măng, đây xi măng, nhiều bạn cứ hỏi mình non bộ xi măng nó có bọc rêu không, đây mình mới trồng hơn tuần các bạn thấy nha, rong rêu này mình trồng ở đây nha, có độ ẩm nha, xi măng nha, quét màu lên luôn mà nó vẫn mọc rêu này, các bạn thấy không, đây đó, mọc rêu nó lan xuống dưới này luôn các bạn, mấy bữa rồi lan kín cục đá này luôn, nó lan lên trên này luôn các bạn, đó thấy không, đấy nó xung quanh có nước chảy nó lan hết, không phải đá sân hô nó mọc các bạn, xi măng nó vẫn mọc bình thường, à, mọc bình thường đây, để chui xuống đây mọc các bạn, đây, mọc này, rong rêu cây cối vẫn phát triển bình thường nhé các bạn, đó, quan trọng cái độ ẩm và quan trọng bạn nằm dòng nước đấy các bạn, theo độ ẩm của mình nó chạy vòng quanh từ đây qua đây luôn, đó, chạy vòng quanh cái toàn bộ luôn, nên rong rêu của mình lúc nào cũng tươi tốt và không phải bón một miếng phân nào lên đây các bạn nha, nước nó không xanh mướt, các bạn cứ chạy cái thác này nó máy nhỏ xíu các bạn, nó máy nhỏ xíu về, đó, mà nước chảy rất là mạnh mẽ. Đói, khói bay mù mịt rồi cả tượng có trang trí đầy đủ hết luôn, rong rêu cây cối lúc nào xanh mướt, các bạn không phải tưới tắm, không phải bón phân, không phải chăm sóc gì cả, các bạn đi đâu cả chục ngày cũng không sao hết, chỉ sợ con cá nó có vấn đề thôi chứ còn mình cứ nuôi thoải mái các bạn không sao hết. Đó, đây mình quay sơ cho các bạn xem, mặc dù cái hồ nhỏ nhưng mà nó vẫn đầy đủ hệ thống lọc nhé các bạn, không thiếu cái gì cả, nó giống như hồ lớn thôi, cũng không thiếu một cái gì chức năng gì. Đây mình quay 3 mặt các bạn xem, đó, 3 mặt thì không thấy ẩm lọc nha, ẩm lọc nhỏ xíu thôi, làm sao á, nước trong veo như cái hồ này nếu mà nuôi cứ vài con cá như vậy hoặc nuôi thêm các bạn 9 con nó thoải mái, có khi cả năm các bạn vệ sinh một lần, cái hồ bên kia mình nuôi cả 10 mấy con mà có 1 năm mấy này mình chưa vệ sinh lần nào các bạn, nước lúc nào cũng trong veo, các bạn lâu vệ sinh cái tấm kính để cho nó khỏi bị bám rêu thôi, vệ sinh tự động nó sẽ chảy qua bên lọc hết, đó, còn tất cả tự động hết các bạn, đây mình quay lọc các bạn xem, đây, đó, các bạn thấy ẩm lọc không, nhỏ xíu nhưng mà ẩm lọc đó, máy, đó, đầy đủ hết, có hầm lọc đồng hoàng đó, nên là lúc nào nước nó cũng sạch sẽ đó, các bạn chơi hộp coi là cũng có lọc và nước nào mà sạch sẽ phải tiết kiệm, không mất công chăm sóc thì chơi nó mới đã các bạn, đây thấy không, rất là đơn giản nhưng mà nhìn rất là đã các bạn đó. Thì đây là cái hồ để tiện ích cho những cái bạn nào mà có không gian nhỏ, không gian những nơi những không gian mà mình muốn chơi nhưng mà nó không có cái không gian và diện tích để chơi các bạn, thì mình áp dụng những cái hồ nhỏ như vậy, đặt 2 cây cảnh hai bên này các bạn đó, hoặc để trong nhà đặt 1 cây lá màu đó, bên cạnh này là 1 cái hồ, còn nếu các bạn chơi trong phòng khách thì các bạn mua 1 cái đèn quang học
bạn chiếu vô đám rêu này cái là rêu lúc nào cũng mọc xanh mướt, đó là cây cối cho nó sống luôn, các bạn chơi thoải mái luôn các bạn. Đấy, rất là đẹp. Đó, trong rêu mọc đất đã luôn, mới có hơn tuần mà nó mọc như vậy các bạn, khoảng 10 ngày nữa nó mọc kín luôn các bạn, rất là đẹp luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Các bạn có nhu cầu mà sở hữu cái hồ coi di động mini này thì các bạn có thể liên hệ với mình 0908 325 007 để mình tư vấn và mình sẽ giao hàng cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.